Trưởng ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Trung đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lộc Phước 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo địa phương đã dâng hương tại lăng ông phường Thọ Quang. Trong năm 2023, khu dân cư Lộc Phước 1 đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế. Có 95% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, quỹ vì người nghèo vận động đạt 200% chỉ tiêu. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung mong muốn lãnh đạo địa phương, hội đoàn thể và khu dân cư tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Dịp này, ban công tác mặt trận khu dân cư Lộc Phước 1 nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các hộ dân cũng được trao tặng quà của lãnh đạo thành phố.